Vùng đất Hy Lạp nổi tiếng là nơi sản sinh ra nhiều vĩ nhân lẫy lừng, trong đó triết gia Plato được nhân loại nhớ đến như là người đi trước lịch sử cả ngàn năm khi đã định hình cho một thể chế chính trị, tạo tiền đề cho sự phát triển của văn minh phương Tây cổ đại và cho cả nhân loại về sau. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về triết gia Plato, vị triết gia đặt nền móng cho tư tưởng Cộng hòa. Những tranh cãi về thân thế. Năm sinh cụ thể của Plato không rõ ràng. Dựa trên các nguồn cổ xưa, hầu hết các học giả hiện đại đều ước tính rằng Plato được sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 428 đến năm 427 trước Công nguyên. Theo một người viết tiểu sử của ông, Nianthes of Cyzicus, Plato sinh năm 429 trước Công nguyên, trong khi học giả người Anh Jonathan Burness cho rằng năm 428 trước Công nguyên là năm sinh của Plato. Nhà triết học người Mỹ Debra Nels thì khẳng định rằng vị triết gia này sinh năm 424-423 trước Công nguyên. Về ngày sinh, có thời gian, những người theo chủ nghĩa phục hưng tổ chức sinh nhật của Plato vào ngày 7 tháng 11. Nhà ngữ pháp học Apollodorus của Athens lập luận rằng Plato được sinh ra trong năm đầu tiên của kỳ Olympiad 88, vào ngày thứ 7 của tháng Phalerian, khoảng 24 tháng 5, 25 tháng 5. Ulrich von Wilamowitz Moellendorff, nhà triết học cổ điển người Đức, ước tính rằng Plato được sinh ra trong khoảng từ 24 đến 29 tháng 7. Còn nhà triết học Hy Lạp Ioannis Kallisonakis tin rằng Plato sinh ngày 26 hoặc 27 tháng 5 năm 427 trước Công nguyên. Theo nhiều nguồn tài liệu cổ, hầu hết các học giả hiện đại tin rằng ông được sinh ra ở Athens hoặc Aegina, một đảo thuộc quần đảo Saronikos trong vịnh Saronikos của Hy Lạp, cách Athens 27 km. Cha ông là Ariston, có gốc gác từ vua Codrus và Melanthus. Tuy nhiên, thông tin này còn gây tranh cãi. Mẹ ông là Perictian. Gia đình bà có quan hệ rộng rãi với những nhà làm luật Athens và nhà thơ trữ tình Solon. Ngoài Plato, họ còn có ba người con khác, gồm hai trai là Adeimantus và Glaucon, một gái Poton. Theo Diogenes, một triết gia cùng thời, tên của nhà triết học ban đầu được đặt theo tên của ông nội là Aristocles. Nhưng huấn luyện viên đấu vật của ông sau này đã đặt cho ông cái tên Plato, có nghĩa là rộng. Ngoài ra, Diogenes đề cập đến giả thiết nhà triết học đã tự lấy tên Plato xuất phát từ vầng trán rộng của mình. Tuy vậy, các học giả gần như đã bác bỏ lập luận của Diogenes và cho rằng Plato mới là tên gốc của nhà triết học. Từ bỏ ý định làm chính trị. Sau khi cha qua đời, mẹ Plato đi bước nữa với ông Pyrilampus. Người này vốn là bạn của Pericles, nhà lãnh đạo kiệt xuất của xứ Athens lúc đó. Theo ghi chép của triết gia Diogenes, Plato được nuôi dưỡng ở nhà cha dưỡng, được học hội họa, sáng tác thơ, trước tiên là thơ tán tụng, sau đó là thơ trữ tình và bi kịch. Có một điều chắc chắn là Plato đã sống trong một thời kỳ hoàng kim của nền văn hóa Athens và nhận được một nền giáo dục giàu bản sắc văn hóa. Diogenes còn khẳng định Plato là một học trò của triết gia Socrates từ năm 20 tuổi. Tuy nhiên, nhiều học giả đời sau cho rằng điều đó không chính xác vì Plato đã khẳng định lúc đầu ông có ý định dấn thân vào sự nghiệp chính trị chứ không phải đi theo con đường nghiên cứu triết lý. Những người thân của Plato, đặc biệt là bên nhà mẹ, cũng thuyết phục ông nên bước vào chính trường. Tuy nhiên, khi chính quyền bắt đầu theo đuổi chính sách bạo lực và cố gây ra tội ác với nhà hiền triết Socrates, Plato đã bắt đầu phẫn nộ với họ. Những người thuộc chế độ dân chủ cũng chẳng hơn gì, vì chính họ đã xử tử Socrates. Và thế là Plato quyết từ bỏ ý nghĩ theo đuổi sự nghiệp chính trị. Sau khi Socrates qua đời, Plato rút về Megara và nương ẩn ở chỗ triết gia Euclid, nhưng có khả năng ông đã sớm trở lại Athens. Những nhà viết tiểu sử thậm chí cho rằng ông đã đến Ai Cập, nhưng bản thân Plato chưa bao giờ đề cập tới chuyện đó. Có thể đây chỉ là câu chuyện được thêu dệt lên như một kết luận được rút ra từ những gì Plato nói về người Ai Cập. Theo đuổi triết lý, khoa học, vị khoa học. Điều chắc chắn là Plato đã đến thăm nước Ý và đảo Sicily khi ông 40 tuổi. Có thể là ông mong ước được gặp gỡ và đàm đạo với các thành viên của trường triết gia Pythagoras. Plato quen biết với Archytas, một môn đồ uyên bác của Pythagoras. Ông được mời đến cung điện của vua Dionysius đệ nhất, bạo chúa thành Syracuse.
Có chuyện còn kể rằng tính bộc trực của Plato đã khiến Dionysius đệ nhất nổi giận và giao ông Tropolis, một công sứ vùng Lacedaemon, để bán ông như một nô lệ. Polis đã bán ông ngay ở quê, đảo Aegina, lúc này đang giao chiến với Athens. May mắn, ông được một triết gia ở Cyrene chuộc lại và cho người đưa về Athens. Khi trở về, ấn tượng với học viện của Pythagoras, Plato cũng đã thành lập một học viện vào khoảng năm 388 hoặc 387 trước Công nguyên, gần đền thờ anh hùng Academus. Học viện đó có thể được coi là trường đại học đầu tiên của châu Âu vì việc nghiên cứu ở đó không bị giới hạn trong lĩnh vực triết học thuần túy mà còn được mở rộng ra các ngành khoa học bổ trợ thời bấy giờ như toán học, thiên văn học và các ngành khoa học tự nhiên. Tất cả thành viên của trường đều thờ các nữ thần Muses. Những người trẻ từ khắp nơi đã đến học, điều ấy là bằng chứng cho tinh thần khoa học của học viện cũng như minh chứng rằng nó không chỉ đơn thuần là một hội triết lý bí nhiệm. Nhà toán học lừng danh Eudoxus đã phải cắp cặp đến tầm sư, thậm chí di rời cả trường của ông từ Cyzicus đến sáp nhập với học viện này. Mặc dù trọng tâm của Plato là đào tạo những chính khách và những nhà cầm quyền, nhưng phương pháp đào tạo của ông thì không đơn thuần chỉ mang tính thực dụng, mà nó còn theo đuổi những triết lý xa hơn, đỉnh cao là triết học, toán học, thiên văn học và cả hòa âm. Với Plato thì đào tạo không chỉ là một cuộc đào luyện ngụy biện, mà đó phải là một hành trình theo đuổi khoa học vị khoa học. Nói đúng hơn thì Plato muốn đào tạo ra chính khách, chứ không phải là những kẻ mỹ dân. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên like, ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Tác phẩm Cộng Hòa, nền móng cho chính trị tương lai. Ngoài công việc điều hành học viện, Plato còn thuyết giảng những ghi chép của ông, nhưng đa phần những bài thuyết trình này đã không được công bố. Trong bức thư thứ 7, Plato còn nói, những bài luận của tôi không giống những môn khoa học khác, nó bất khả ngôn truyền. Đến bức thư thứ 2, ông nói tiếp, tôi chưa hề tự tay viết một lời nào về những vấn đề này và sẽ chẳng bao giờ có. Từ đó, một số người rút ra kết luận rằng Plato đã không nghĩ nhiều đến giá trị của sách đối với những mục tiêu giáo dục. Những cuộc đối thoại của Plato vốn đã là những tác phẩm phục vụ độc giả. Với Plato, Socrates là người giỏi nhất, minh triết nhất và chính trực nhất trong tất cả. Vì thế, các tác phẩm của Plato đều được viết sau khi Socrates qua đời và có nhiều tác phẩm đối thoại theo kiểu Socrates. Tác phẩm Cộng Hòa của Plato là những cuộc đối thoại giữa Socrates và các nhà văn, nhà thơ, triết gia tài ba cùng thời khác. Trong tác phẩm Cộng Hòa, Socrates là nhân vật chính lèo lái các cuộc đàm đạo. Cộng Hòa trong nguyên tác, tác giả đặt là Politeia, xuất phát từ chữ polis, nghĩa là thành phố, cộng đồng dân chúng chung sống, tự quản, đối ngoại tham gia chiến tranh, đối nội bảo vệ hòa bình. Polis còn có nghĩa là nhóm xã hội tự nhiên, chứa trong nó tất cả những gì cần thiết để phát triển. Polis không mang ý nghĩa quốc gia mà gần với xã hội, nhà nước hơn. Do đó, từ đầu tới cuối, dù mang tên Cộng Hòa, nhưng tác phẩm không có một phần nào nói về Cộng Hòa, từ Đảng Cộng Hòa, tư tưởng Cộng Hòa tới chủ nghĩa Cộng Hòa hay chính thể Cộng Hòa, thậm chí mẫu người Cộng Hòa cũng không có. Tác phẩm Cộng Hòa được chia làm 10 phần, nhưng Plato không phải là người phân chia. Chính các học giả Hy Lạp đã chia bố cục như thế để tiện đưa tác phẩm vừa với khổ giấy cói sử dụng thời cổ đại. Thông qua các đối thoại của các nhân vật trong tác phẩm, Plato đã thể hiện, phân tích bản chất của sự công bằng, lý giải sự bất công bất chính sẽ dẫn đến những hậu quả ghê gớm đối với thành quốc lẫn mỗi con người cá thể. Các nhân vật cũng thảo luận về ý nghĩa công lý, kiểm chứng xem liệu một người hành động theo công lý có hạnh phúc hơn một người luôn hành động ngược lại hay không. Từ đó đưa ra đề nghị về một thành phố dưới sự quản lý của một vị vua hiền triết. Bên cạnh đó, các học giả còn bàn về các học thuyết khác, sự bất tử của linh hồn, vai trò của triết gia và thơ ca trong xã hội. Có thể nói, Cộng Hòa là tác phẩm nổi tiếng nhất của Plato và là tác phẩm có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển tư duy của triết học và học thuyết chính trị suốt hơn 2.000 năm qua. Có người còn cho rằng, nếu mang tất cả các sách vở trên đời ra đốt hết thì cũng không hề hấn gì, ngoại trừ quyền Cộng Hòa. Ngoài ra, theo thống kê, Plato có tổng cộng 35 tập đối thoại và 13 bức thư. Tuy nhiên, một số tập và bức thư bị nghi ngờ về tính đích thực. Chiều sâu tư tưởng Plato.
Với danh tiếng sau khi làm giáo dục, Plato đến Syracuse lần thứ hai vào năm 367 trước Công nguyên. Năm ấy, Dionysius đệ nhất băng hà. Plato được mời đến để đảm trách việc giáo dục cho vua Dionysius đệ nhị. Plato đã nhận lời và hướng dẫn Dionysius đệ nhị một khóa về hình học. Tuy nhiên ít lâu sau, vì một vài sự cố, Plato quyết định trở về Athens. Từ đó ông chỉ tiếp tục hướng dẫn Dionysius đệ nhị qua thư từ mà thôi. Tuy thế, vào năm 361 trước Công nguyên, Plato lần thứ ba đến Syracuse theo lời mời tha thiết của Dionysius đệ nhị vì vua ao ước được tiếp tục học. Năm 360 trước Công nguyên, Plato đã trở lại Athens, tiếp tục các hoạt động trong học viện cho đến khi qua đời năm 348 hoặc 347 trước Công nguyên, thọ hơn 80 tuổi. Bối cảnh xung quanh cái chết của ông vẫn chưa rõ ràng, chỉ có thể chắc chắn là ông qua đời ở Athens. Một số học giả cho rằng ông chết khi đang tham dự một lễ cưới, trong khi một số khác tin rằng ông qua đời một cách bình thản lúc đang ngủ. Plato có ảnh hưởng lâu dài tới triết học và bản chất con người, vượt ra phạm vi của Hy Lạp cổ đại. Niềm tin của ông về tầm quan trọng của toán học trong giáo dục đã được chứng minh là cần thiết cho việc hiểu về toàn bộ vũ trụ. Những tác phẩm của ông về việc sử dụng lý trí để phát triển một xã hội công bằng hơn, tập trung vào sự bình đẳng của các cá nhân, đã thiết lập một nền tảng cho nền dân chủ hiện đại. Plato cho rằng hình thái xã hội lý tưởng nhất là nhà nước quý tộc hoặc nhà nước kiểu đế vương, chứ không phải là nhà nước coi trọng tư cách và tài năng. Quyền lực của nhà nước đó nằm trong tay những người kiệt xuất nhất, thông minh nhất. Những người này không phải do các công dân bỏ phiếu bầu ra, mà là căn cứ vào nguyên tắc nhất định để chọn ra. Với ông, tất cả mọi người, bất kể là nam hay nữ, đều có cơ hội để thể hiện tài năng, tiến vào giai cấp quản lý. Ông có lẽ là nhà triết học đầu tiên nhấn mạnh quyền bình đẳng nam nữ. Để đảm bảo cho cơ hội ngang bằng nhau, Plato kiến nghị nhà nước cho phép tất cả các trẻ em được học tập. Đầu tiên là học về sức khỏe để sống, học đạo đức, giáo lý và các bộ môn khoa học khác. Tiếp đến sẽ chọn lựa ra những người ưu tú và đào tạo sâu hơn. Nội dung đào tạo là các môn siêu hình và triết học. Theo ông, ai cũng có thể trở thành nhân viên quản lý, họ không cần phải giàu có. Họ chỉ được có một chút tài sản cá nhân, không được có đất đai, nhà cửa riêng, được hưởng một số lương nhất định và không được phép có gia đình riêng. Đó là những tư tưởng về một xã hội lý tưởng của Plato. Tất nhiên là nó không được đưa vào để ứng dụng trong cuộc sống thực tế. Mặc dù vậy, lập trường của giáo hội Thiên Chúa Giáo thời Trung Cổ lại khá tương đồng với quan điểm về giai cấp thống trị của ông. Và một số điều trong hiến pháp Mỹ cũng tương tự với quan điểm chính trị của Plato, đó là dân ý, đưa những người ưu tú nhất, xuất sắc nhất lên nắm quyền quản lý nhà nước. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!